Ghe này nó đi vô để chở lúa này. Thường là ghe đi mua lúa. Còn bữa nay là chiếc ghe ta đang đi xuống lúa này. Hai bà con xuống vụ lúa là cắt nhà được rồi. Lúa chín vàng đó mà lúa năm nay được giá. Bữa nay không biết sao chứ mấy hôm trước là tới 5.400, 5.500 nhưng kia người ta ấy lúa nước nó cạn quá này. Chiếc kia nó vô những cái lưỡi bị cạn ghe này cái ghe lúa bây giờ nó quay ra này cái cầu này hết qua cột rỉ rồi cái cầu này. Thì người dân bây giờ người ta có điều kiện người ta đi xe gắn máy, người ta phải có con đường lớn, đường hay rộng rộng chút lần ta đi, thì đường rộng người ta phải làm những cái cầu như thế này. Bây giờ không còn cầu khỉ nữa, cầu khỉ xưa là đi bộ, còn giờ đi xe gắn máy sẽ có cái cầu lớn lớn này. Cái này là chiếc kẹt. Chiếc kẹt là để chở mấy chiếc xe máy cần gì hoặc là xe thuốc, mấy chiếc xe máy như họ để đi vô mấy cái rừng để cày thường được cắt lúa này. Cái này nó vô, cái này nó cũng vô đây nè. Trong này cái kinh nước trong này nó cạn quá trời. Rồi trước này nha, chiếc cây diệp trời để diệp trời nó cái này nó nằm ở đây đó là cái nó vô trong đó là nó gạt lúa. Thank you.
kinh này nó cầm kẹp vô muốn nổng. Thả lưới anh. Sao không thấy sao không thấy gì hết vậy? Bà văng cái quá hả? À nó chìm ở dưới đất á hả? Mà cá gì mùa này được cá gì anh? À cũng lớn lớn hết rồi. Mới văng này anh này cũng văng mới, anh mới đi văng mình ghe đó, mình ghe cứng cỡ này là bắt đầu lúa chín rồi, lúa có giá nữa. Dằn chìm ở dưới đáy á. Cái ghe này thường là ghe cho lúa không nữa. Mình mua lúa. Ghe nó nhiều như vậy. Ghe này là ghe để mua lúa. Thank you.
cá. Hết cá rồi. Này bắt ăn thì nó đâu có buồn bán vậy. Mang bên đây là dân lưới. Gánh này nó tính tấn hay sao ta? Dạ tấn. Một tấn được bao nhiêu? Con cũng chưa biết, con mới qua bữa nay. Ở tháng trước lại đây thấy đang trồng, bây giờ trở lại giờ bà con đã bắt đầu ra hái dừa. Hôm trước thì cái đám trên kia, đám trên kia nó hái, ở đây mới xuống được cỡ tuần hai tuần rồi. Rồi quay trở lại kỳ này là thấy bắt đầu vô hái nữa. Này mấy tháng được dưa nó chín đâu? Vài tháng vậy. Có hổm đi ngang đang thấy đang gieo sao trở lại là bắt đầu cắt rồi, nhanh quá trời. Nó mau ngồi một lon đi, ta cũng đã cho tòa tu thôi. Ta cũng đã cho tòa tu thôi. Nhóm ở trên ca ta quân phí bay mà. Đấy, cho nhóm trên ca ta quân làm sát này. Mưa xuyên không? Hay lấy mưa camera rồi. Phải gắt rẽ xuyên rồi.